Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Thuốc Thực Vật. Thuốc Thực Vật là kênh cập nhật và chia sẻ thông tin cũng như công dụng của các loại thuốc thực vật trên thị trường hiện nay để cho các bạn cùng tham khảo, hoặc các bạn có thể xem nhiều chi tiết hơn tại web dương hoàng.net. và hôm nay chúng ta sẽ cùng xem về sản phẩm là siêu lân Hà Lan, hay còn gọi là phân bón lá cao cấp Hà Lan Agro05. Thì sản phẩm phân bón cao cấp Agro05 này sẽ giúp đẻ nhánh và chỗ thoát đồng loạt đối với cây lúa, và giải độc hạ phèn, giúp cây lúa nở bụi và to bông. Hà Lan Agro05, hay còn gọi là siêu lân Hà Lan siêu đậm đặc, là phân bón của cao cấp của Hà Lan, sẽ giúp lúa đẻ nhánh, trổ thoát và hạ phèn, giải độc hữu cơ và nở bụi to bông, ra rễ cực mạnh, đẻ nhánh cực nhanh đối với cây lúa. Về thành phần của Agro05 thì gồm có các thành phần chính như là N1%, P2O5 là 25% và K2O1%, axit humic 1,5%, B200 ppm và ZN là 500 ppm. Ngoài ra còn có thêm phụ gia đặc biệt. Về công dụng của Hà Lan Agro05, cung cấp các dưỡng chất thiết yếu, giúp cân bằng ion trong đất, giúp cải tạo và giải độc trong đất, hạ phèn, kích thích sự phát triển của vi sinh vật có ích trong đất. Vào giai đoạn cây lúa mới cấy và sau sạ, giúp kích thích phát triển bộ rễ cực mạnh và chống nghẹt rễ, thối rễ, giúp lúa phục hồi nhanh và nhanh xanh. Giai đoạn đẻ nhánh thì giúp lúa đẻ nhánh nhanh, tập trung, tăng tỷ lệ nhánh hữu hiệu. Vào giai đoạn làm đồng thì giúp trổ bông, kích thích đồng lúa phát triển nhanh mạnh, đồng mập và tăng sức sống của các hạt phấn, giúp trổ bông nhanh và tập trung hơn. Về hướng dẫn sử dụng của Hà Lan Agro05 là sử dụng khoảng 25-40ml cho bình 16 lít nước, phun lần 1 vào giai đoạn lúa đẻ nhánh từ khoảng 10-25 ngày sau sạ, và phun lần 2 vào giai đoạn lúa làm đồng từ khoảng 35-45 ngày sau khi sạ, và phun lần thứ 3 vào giai đoạn lúa chỗ lác đác. Và khi sử dụng thì chú ý lắc đều trước khi sử dụng và bảo quản nơi khô ráo thoáng mát. Video đến đây xin được kết thúc, và các bạn nhớ bấm nút đăng ký và bấm nút chuông để được cập nhật những thông tin mới nhất từ kênh Thuốc Thực Vật. Xin cảm ơn các bạn. Ba đây. Cái này là cái cắm sạp để